Xin chào các bạn đã trở lại với live stream của DKI Brow and Beauty ngày hôm nay. Thì hiện tại tôi đang có mặt tại phòng kỹ thuật của DK và trước ống kính máy quay là chuyên gia Dương Thu Hương. Thì hôm nay chị vừa thực hiện một ca phun mí và phun môi cho khách hàng. Thì chúng ta hãy cùng làm quen với chị khách hàng và chị chuyên gia. Dạ em chào chị ạ. Chào em. Thì hiện tại thì chị vừa thực hiện cho khách một ca phun mí và phun môi đúng không ạ? Thì chị có thể chia sẻ một chút về cái ca mình vừa thực hiện cho các bạn đang xem live stream được nghe được không ạ? Bạn ý chỉ thích mí tự nhiên thôi. Bạn bảo bạn không trang điểm, không thích làm to hay là làm có đuôi. Thì chị tư vấn bạn ấy làm mí mở tròng. Và sau khi thực hiện sau 30 phút đây, đường mí của bạn ấy đây, và bạn đã soi gương rồi, bạn rất là ưng. Bạn ý đã từng làm dịch vụ combo nhà mình, đã từng làm dịch vụ mày nhà mình, và mày rất là ưng. Và bạn ấy hôm nay bạn quay lại để làm mí với cả làm môi. Dạ vâng, thì bây sau những lời phân tích của chuyên gia thì chúng ta hãy cùng làm quen với chị khách hàng nhé. Dạ em chào chị ạ. Vâng em chào chị. Thì chị có thể giới thiệu cho các bạn đang xem livestream được biết thì mình tên là gì và đến từ đâu được không chị? Vâng, em là Hương ạ, em đến từ Bắc Ninh. Dạ vâng, thì không biết là lý do gì mà chị Hương lại biết đến DK ạ? Dạ vâng, thì mấy chị gái cùng chơi với em thì chị đều làm ở đây. Thì các chị làm lên đều xinh nên là mình cũng sang để mình làm. Đấy là mình đã nhìn thấy những cái sản phẩm trước rồi và mình hoàn toàn tin tưởng khi đến với DK đúng không chị? Dạ vâng, thì chuyên gia có thể mời máy quay zoom cận cảnh một chút thì để chuyên gia phân tích rõ hơn về cái tình trạng mí và môi của chị sau khi vừa thực hiện nhé. Thì em mời chuyên gia phân tích cho các bạn nghe được biết về cái tình trạng của chị sau trước và sau khi thực hiện ạ. Môi của bạn thì hôm nay chị chỉ tẩy thâm cho bạn ấy thôi. Thì đây là hình ảnh trước của bạn đấy. Và cũng sau 45 phút thực hiện thì là môi của bạn chỉ hôm nay chỉ đầy thâm thôi. Và bạn chỉ thích là làm màu nó nhẹ nhàng vừa phải thôi. Thì sau 2 tháng ổn định bạn quay lại thì lúc đấy chị sẽ vào màu cho bạn ấy. Và như các bạn có thể thấy thì sau khi khử thâm nhưng môi của chị Hương không hề có dấu hiệu sưng nề hay là tổn thương. Vâng, thì chị Hương có thể chia sẻ cho các bạn đang nghe xem live stream được biết là cái cảm giác của mình khi làm môi thì như thế nào được không ạ? Khi làm môi thì mình đã được chị ủ tê cho. Nên là lúc mà di kim thì mình cũng cảm thấy nó bình thường, nó hơi tê tê một tẹo thôi. Nhưng có trong khả năng là có vẫn chịu được. Là nó chỉ châm chích một chút thôi đúng không chị? Là đi kim đến đâu thì mình biết đến đấy, chứ còn không phải là đau đến mức mà mình không chịu được đúng không chị? Hoàn toàn trong sức chịu đựng. Vâng, thì trong cái quá trình làm ấy thì mình có được chuyên gia chăm sóc cẩn thận và sau khi làm xong thì chuyên gia có dặn dò mình kỹ lưỡng không chị? Vâng, thì trong quá trình làm thì chị ví dụ là đau lúc nào hay là mình cảm thấy như thế nào thì chị cũng hỏi mình liên tục ấy, nên là mình cũng yên tâm để chị làm. Vậy là trong cái quá trình làm thì chuyên gia cũng rất là tương tác với mình để cho mình giảm cái căng thẳng đúng không chị? Vâng. Thế cái sản phẩm mà khi mà chuyên gia vừa thực hiện cho mình xong như này thì chị cảm thấy có hài lòng không chị? Vâng. Thực ra thì là đầu tiên mình đã làm lông mày ở bên mình thì mình rất hài lòng về cái bộ lông mày này và cũng được rất nhiều người khen. Chính vì lý do đấy mà mình tin tưởng bên DK và mình sang mình làm môi tiếp. Đó thì bạn chuyên viên tư vấn, bạn tư vấn cho mình thêm cái làm mí ấy. Thì mình thấy bạn đã làm rồi, sản phẩm mình đã nhìn thấy rồi, nên mình cũng muốn làm như bạn đó. Nhà mình làm thêm cả mí nữa. Dạ vâng, như vậy là mình đã hoàn toàn tin tưởng nên mình mới lựa chọn là cả combo mày môi mí tại DK đúng không ạ? Vâng, thì em cũng mong chờ là đến khi mà mình hoàn cái sản phẩm của mình ạ, khi nó sau bong xong thì mình cũng sẽ có cái sản phẩm mà như mình mong muốn. Đấy là điều chắc chắn đúng không chị? Bởi vì mày thì mình đã hoàn toàn là mình ưng ý rồi. Thì các bạn xem livestream chắc chắn là cũng sẽ rất là mong chờ cái sản phẩm cuối cùng của mình. Thì em cảm ơn chị với những cái tin tưởng. Và nếu mà có một câu lời nói nào dành tới DK và đội ngũ chuyên gia thì chị muốn gửi tặng lời gì ạ? Vâng, thì mình muốn gửi đến các bạn là những bạn nào mà muốn cảm thấy mình đang ví dụ như là chưa tự tin về môi chẳng hạn, hay là mí hay là lông mày, thì hãy đến bên DK. Các chị sẽ tư vấn cho các bạn rất nhiệt tình và và tin chắc là các bạn cũng sẽ hài lòng như mình.
Em cảm ơn những lời khen có cánh mà chị đã dành tới DK và đội ngũ chuyên viên của DK. Thì cảm ơn chị và cũng mong là qua những chia sẻ của chị thì các bạn đang xem livestream sẽ tin tưởng và sẽ có một cái lựa chọn đúng đắn cho mình. Vâng, thì nếu mà tất cả các bạn đang có vấn đề gì về mày môi mí hoặc là muốn tự tin hơn về cái vẻ đẹp của mình thì hãy liên hệ lên fanpage của DK để được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia. Cảm ơn các bạn đã đón xem livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.